coi xe cốt phá mặt bằng rồi các bạn. Gặp rất là khó khăn, cây cối nhiều quá mà xe cuốc vét mương này bạn, vét đường bơm nước các bạn. Dướng dướng cây rồi. Mất mấy cái xài đâu tới được. Rồi vẽ dừa luôn, đúng bứng luôn cây dừa đó các bạn ơi. Xô ngang các bạn. Ngang đây nè. Chỗ này nè. Chỗ này càng đi nữa, càng đi chỗ đây nè. Nhẹ hiểu đó. Xong rồi xíu rồi bên cây dừa. Lấy từ hũ làm bánh xèo luôn. Người mấy đi có tiền cái gì? Dạ.
Chịu vuốt, chịu vuốt cái. Ừ, gà gì đó. Đắng giáp rồi, đắng là sáng nó móc giáp. Thấy gặp là đường rất là khó đi nha bạn. Thank you.